Cư dân mạng không những không xa lạ mà còn rất khinh bỉ gương mặt Dương Thu Hương xuất hiện trong nhiều video của Xin Lê TV Tiếng Nói Tự Do với danh phận khách mời trả lời phỏng vấn đều. Cho dù Xin Lê TV Tiếng Nói Tự Do có lớn tiếng tuyên bố đây là nơi để các bạn chia sẻ quan điểm chung về tự do ngôn luận, không bị kiểm duyệt thì cư dân mạng vẫn phát hiện âm mưu thủ đoạn của kẻ làm ra các video đó. Cư dân mạng chỉ trích thẳng thừng, đây là một fanpage có nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá cách mạng Việt Nam. Đối với Dương Thu Hương, từng mang danh là nhà văn nhưng lại có hành động, phát ngôn phản hóa. Vì nhận thức lệch lạc, dẫn đến có hành động trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước Việt Nam, đi ngược giá trị văn hóa và con người Việt Nam, nên Dương Thu Hương bị văn hóa Việt Nam đào thải, phải sư bạt xứ người, chõ mõm chống phá Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện trong các video của Xin Lê TV Tiếng Nói Tự Do, Dương Thu Hương càng lộ rõ nguyên hình một kẻ phản hóa, liêu manh, miệng tuôn ra ngôn từ phàm phu, tục tiễu, sắc mặt đanh đá, đay nghiến, chua ngoa, chơ cháo, hiện lên một kẻ uống nước. Ngoài, bôi nhọ quê hương khi bình luận về những vấn đề văn hóa, con người Việt Nam. Cư dân mạng đã nhiều lần lên tiếng phản đối, thậm chí chửi thẳng vào mặt, nhưng Dương Thu Hương vẫn ngày càng táo tợn, lún sâu vào hành động phỉ báng dân tộc, bôi nhọ lãnh tụ, phủ nhận giá trị con người và đất nước Việt Nam nơi cội nguồn sinh ra Hương và nhiều người máu mủ, giống nòi với Hương đang sinh sống. Điển hình là trong video của Xin Lê TV Tiếng Nói Tự Do đăng tải trên mạng xã hội cuối năm 2022 với tiêu đề thì ra ông Hồ Chí Minh là Việt Kiều Pháp thích bơ thừa sữa cặn. Dương Thu Hương đã dồn sức lực, cố gắng nhả ra rất nhiều cặn bã, rác rưởi từ bộ não của mình để bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh học đòi văn hóa phương Tây và phỉ báng con người Việt Nam theo đít tàu. Vậy mà Xin Lê TV Tiếng Nói Tự Do còn tôn vinh rằng nhà văn Dương Thu Hương cũng là cựu cán bộ đảng viên ưu tú, tiết lộ bí mật động trời về Việt Kiều đầu tiên rất khoái bơ thừa sữa cặn của Tây Phương. Điều này là một sự nhục nhã, cho thấy trứng đã thối vẫn còn có kẻ khen trứng thơm, ắt kẻ khen trứng thơm là chất thải của tiêu hóa. Trong video nêu trên, Dương Thu Hương đã láo toét ngoa ngôn, liều mạng gọi Hồ Chí Minh là một thằng Việt Kiều về nước có tài mị dân và xuyên tạc rằng tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh năm 1945 chỉ là copy của phương Tây. Dương Thu Hương nói càn, xuyên tạc càn mà không sợ nghiệp cột rằng Hồ Chí Minh thích bơ thừa sữa cặn của Tây, thích hút xì gà Mỹ, uống rượu vang của Pháp. Lẽ thường, người Việt mang truyền thống Việt, dòng máu Việt, dù đi muôn phương, ở khắp mọi miền trên quả địa cầu vẫn nhớ về đất Việt. Người như Dương Thu Hương và đồng bọn chính là con sâu làm xói mòn văn hóa Việt, nhục nhã cho người Việt ở hải ngoại và trong nước. Chửi cả tông tổ, phỉ báng quê hương, sỉ nhục nòi giống của mình chỉ có ở những kẻ động vật đội lốt người như Hương mà thôi.